Xin chào quý bà con thân yêu, hiện tại Hoàng Anh cùng với anh Hùng đang có mặt ở tại một vườn ở Cái Tàu Hạ trồng về sầu riêng. Sầu riêng hôm nãy là trồng mu trồng sầu riêng Thái, giờ chuyển qua trồng ri nha bà con nha. Cây này cũng khoảng hơn 2 năm tuổi một xíu mà đang gặp một cái hiện tượng gọi là cháy lá. Thì quanh thấy cái này nhiều quý bà con chúng ta cũng hay hỏi quanh là cháy lá là sao và nguyên nhân là như thế nào. Thì bây giờ bà con đi với quanh nè, chúng ta xem cái hiện tượng cháy lá như vậy là bị bệnh gì ABC các kiểu, rồi sau đó bà con chúng ta biết nguyên nhân cốt lõi rồi chúng ta làm chủ động. Chúng ta làm bằng giải pháp của Hoàng Anh đưa ra nha bà con nha. Rồi ở đây cũng lời cho anh Hùng. Nãy giờ đây. Thấy sao rồi anh Hùng? Cái cây của mình là bệnh cháy lá. Có một số cây là cháy lá do bị thiếu nước. Còn một như cái cây này mình đang đứng đây là cây này nó bị mắc cua. Đốm mắc cua. Cháy lá do đốm mắc cua, vừa cháy lá mà vừa bị đốm mắc cua. Tức là vừa bị thắng thư vừa đốm mắc cua. Đốm mắc cua. Thì cái triệu chứng mà như bị mắc cua là như anh thấy nè. Để đi. Nó ra mỗi một cái cơi lá nó vẫn ra, xong rồi nó rụng hết, nó rụng từng lóng hết, tới chừng mà nó rụng hết cái đọt này á, là nó khô nhánh nó chết luôn. Như ở trên này là anh thấy nè, có một số nè trên ở trên ngọn này anh thấy không đó, nó ra anh để ý đi, nó vẫn ra, nó ra đó xong rồi nó khô, nó rụng từ từ, nó rụng lóng vô từ từ nó chết chứ nó không có nuôi lá được. Là cái bộ rễ ở dưới của mình á là nó bị nhiễm bệnh rồi, nhiễm nấm phải không? Nhiễm nấm rồi. Là cái bộ rễ mình nó không vận chuyển được nước nè, nó không hấp thu được chất dinh dưỡng lên nó nuôi cây. Mình như ha, nó bị yếu. Những cây này mình có cái thuốc mình xử lý nó không? À, chưa, bây giờ mình đi tìm hiện tượng cái đi. Nên tìm hiện tượng xong rồi em sẽ hướng dẫn anh là cái cách xử lý. Đó. Vậy là cái hiện tượng của đốm mắc cua là nó giống như vậy hả anh Hùng? Đây. Đây là đốm mắc cua nè. Này, này là đốm mắc cua. Xong rồi là biểu hiện trên lá là nó chấm chấm vậy, còn biểu hiện trên cành nó là nó rụng ngay khất. Đúng rồi, biểu hiện trên cành đây. Là nó rụng ngay những cái nách lá nè, ngay khất nè. Đó, nó rụng như vậy. Rồi từ từ nó rụng mà nó không còn khả năng quang hợp để nó nuôi cái nhánh nó nữa thì nó sẽ chết, cái nhánh nó từ từ. Nó chết dần. Nó không còn khả năng để nuôi nữa thì nó chết. Thấy là thấy là đốm mắc cua là quanh hệ thống lại nè. Đốm mắc cua là cái lá nó có mắc dần như mắt con cua nè, thấy không? Đây, mắt cua. Rồi trên cái khất của cái nhánh là nó rụng hết các cái chìa. Nó chỉ còn lại cái hơi nhú nhú ha. Cái kiểu như mà nó rụng như bà con mình lãi mai Tết vậy đó. Là lãi cái lá nó còn cái nách bông vậy đó. Rồi đúng đó, rồi. Nó rụng vậy đó. Đó. Bắt đầu như vậy nè, nó cũng ra như vậy nè. Bắt đầu nó rụng rồi bây giờ nó ra lại nè. Nó có ra lại đi nữa thì mai mốt nó cũng rụng ngay chỗ đó nữa. Rồi. Đó. Rồi nó không còn khả kiểu năng để nuôi cái nhánh nó nữa là kiểu nó chết luôn. Hoa nở không màu ha. Đúng rồi. Rồi. Rồi cái vụ trái lá bên này là sao anh? Cái nào trái lá cho thiếu nước đâu chỉ bà con phân biệt giùm em luôn. Này trái lá cho thắng thư mà mắc quần mắc quần kìa, cái này là thắng thư, trái lá cho thắng thư chứ không phải là bị thiếu nước. Hả, mà này nó quần quần như vậy nè. Còn trái lá của mình á là nó trái vô một cái lằn màu trắng, nó khô lại là thành màu trắng, còn cái này nó có quần nè, nó quần nâu nâu nè. Đây trái, cũng nè phải không, này trái lá cho thiếu nước phải không, cũng thắng không thư, thắng thư em. Đây là anh thấy nè, nó có quần quần ở đốm quần quần nữa không. Đúng rồi. Đó, cái này là bệnh thắng thư là cũng do cái bộ rễ nó gây ra. Bộ cũng rễ cây của mình là nấm khuẩn, bộ rễ mình nó yếu. Còn lá mà biến dạng về là do rầy xanh nó đánh từ lúc còn nhỏ nha quý vị. Nè, đây là như cái lá này nó bị gầy nè. Đây. Cái màu này là do bị gầy. Gầy xanh nha bà con. Đó, những cái đốm mà chấm vàng vàng này nè là do con gầy là nó chích hút nè, nó làm nó hút đi hết cái tế bào diệp lục lá nè. Nên những cái chỗ nào mà nó chích thúc là nó có một cái mảng màu rồi vàng 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 lớn lớn vàng nè. Mặt sau cho bà con coi. Mặt sau rồi nó cũng biến dạng vậy luôn đó. Cái lá là nó dúng là như vậy. Rồi cây này có thêm vụ đốm hồng nữa nè. Đây. Nhóc hết trơn, nói chung là nguyên vườn là bị nấm khuẩn hết rồi đó anh. Cho bà con coi lại thắng thư lần nữa nha. Thắng thư nó trái từ chót lá và rìa lá vô và nó quay vòng tròn vòng cái chơi cái nấm hồng vậy đó. Cái nó còn màu đỏ như vậy nè. Nó có là chân cái, luôn. Là nó có chân này là cái nấm hồng mà nó này nó còn sống nè. Là khi mình xịt thuốc vô là nó bạc, nó trắng lại thì nó khô lại khô thì cái nấm hồng nó mới gọi là chết. Này chưa còn chết. Như vậy nó chưa chết, là cái này nó vẫn còn phát triển nè. Nó còn đàn nhân sinh ra nữa đó. Rồi đi cây khác luôn coi. Còn cái mùa mưa tới mà mình ngừa không kỹ á là cái bệnh nấm hồng nó phát tán rất là nhanh. Chờ mùa mưa và đặc biệt vào đầu mùa mưa là cái nấm hồng nó phát triển rất là mạnh. Người cái này ví dụ như em mới xịt thuốc ngày hôm qua xong. Rồi mình khoảng cách bao lâu mình xịt lại mình chỉ ngừa cái này anh? Ngày hôm qua là mình xịt thuốc gì anh? Vô xong
dưới ba đăng dưới cái thuốc em cũng không nhớ, nó là thuốc đó là thuốc là sâu gạt không đúng không? Sâu gạt không thì có thể là ngày mai ngày mốt anh xịt quay lại anh xịt nấm bệnh được giùm em. Còn mà anh xịt sâu gạt với nấm bệnh rồi thì cách nhau một tuần ha. Thì bây giờ là anh lấy thằng siêu áo giáp nè, anh xịt giùm em là anh xịt ướt toàn thân từ mặt ngoài lá và ở trong thân, thân phủ vô trong thân luôn, càng phủ vô càng tốt. Em xịt á là anh xịt ướt từ ở trên đọt em ướt trong thân giờ cũng vẫn xịt luôn. Rồi á thì mình xịt xong được một tuần lễ thì cứ một tuần sau anh xịt thằng sâu gậy với thằng siêu amino sinh học giùm em lên trên để giúp cho cái bộ lá của mình nó dày lên. Cây đang bị bệnh chắc cho xịt riêng amino đi anh. Thì cho xịt riêng đó. Nói vậy anh tưởng xịt chung chứ. Này, hôm qua em có xịt amino nhưng mà của Thái chứ không phải là của sinh học mình. Vậy à. cái hàng amino bên em là hàng của châu Âu á, anh xài thử đi là anh thấy nó le đọt là nhanh dữ lắm. Nó làm đọt mình ra nhanh dữ lắm. Thứ hai là nó mở cái lá ra rất là bự và nó dày cái lá mình lên. Mà cái cây mình á mà lá bự lá dày thì nó kháng được nấm khuẩn và sâu gầy tấn công rất là nhanh, rất là hay. Theo cái cơ chế kiểu như làm biến cắn không ơi, kiểu nó như dày cái quá nó cắn sợ nó mẻ răng không biến á. Lục bình nè quý bà con nào về miền Tây quê em mà lục bình biên biết rất là đẹp nha, bông lục bình. Rồi đây trái lá nữa nè quý vị. Đây là bên đây nó bị nhiều hơn bên kia rất là nhiều luôn, bị nhiều trái lá tháng thư nha bà con. Cái lượng nước ở đây là mình tưới sao anh? Ngày nào mình cũng tưới hay là tưới bữa nghỉ? Em cách một ngày em tưới một ngày. Thôi không đủ cách nước. Mà ngày tưới một ngày nhưng mà mình phải tưới cho đủ nước nha. Tại vì lúc gà là thời tiết mình rất là nắng nóng. Giờ anh thấy nó còn giữ ẩm nè anh Hùng. Cậu cái mí ngang cậu cái đó. Tưới một lần một clip. Clip này nó khoảng tầm 10 phút. À. Clip 10 phút chắc không đủ phê rồi. Tại vì cái thời tiết bên này nó nắng nóng lắm, nó độ bốc hơi của nó rất là nhanh. Thì nên mình bây giờ mình không mình tưới 10 phút thì bây giờ mình tăng lên 15 tới 20 phút, tăng thêm cho nó chút xíu nữa để nó có đủ độ ẩm cho cái cây của chúng ta, thúc đẩy cái quá trình quang hợp cho lá. Đây nè anh Hùng, cây này thiếu trái nước hết nguyên thì cây nó cũng bị thiếu nước là nó cũng bị trái lá. Nhưng mà trái cái kiểu mình, khác đúng không? Trái cái kiểu khác. Cái trường hợp trái lá của mình á nó vừa trái lá vừa thiếu nước và do bệnh á. Chứ không phải là nó ấy không. Nó có quằn có đốm hết trơn à. Giòn. Rồi nó trắng nữa. Trắng. Ôi đủ chuyện. Cái lá của mình á. Cái lá của mình quá mỏng. Dạ. Lá mỏng mà nhỏ nữa nè. Đúng là Thái á là lá nó phải dày, bự và dài. Biến dạng do rầy xanh nè nha bà con nghe, trời một cây gì quá trời bệnh. Trời ơi có bông luôn rồi, 2 năm có bông rồi. Đẻ sớm quá vậy. Tại nên bị si nó mất sức á. Giảm tải gì cho nó đi, bấm kìa cành tạo tán cho nó đi anh ơi, quá trời cành tâm luôn rồi. Như là bây giờ là bắt đầu á là những cái cây nào mà đọt già ha, anh xịt nấm bệnh giùm em xong, xịt thằng siêu giáp xong thì quay lại những cái cây già như vậy nè. Những cái cây mà đọt già như vậy nè ở trong vườn của mình là bắt đầu là mình bấm tỉa cành tạo tán cho nó xong hết rồi quay lại mình xịt bệnh cho nó thêm một lần nữa rồi mới xong mình mới xịt dưỡng. Như bữa mấy cây này nè mình tí đồ mình thấy là mấy cái này là chú ông cắt là ông cắt bỏ nhìn sợ nó vươn lên đúng còn, rồi còn như ở trong nè thấy bữa như mình cắt nó đó cái đó là mới cắt đó. Mình cắt vuốt lên, mình cắt ở trong nhằn lòng. Nhưng mà những cái nhánh này em chưa có dám tiễn. Tại vì... Thầy ơi tiễn không, anh Hùng có tiễn anh đẩy chỉ lên trên vậy. Như cái nhánh này nè là anh cắt như vậy là đúng. Tại vì nó dương lên, nó dương lên thì mình bấm ngang chỗ này để cho cái nhánh này nó xài ra. Nó phân cành. Thì anh bấm vậy là đúng. Còn mà những cái phần ở trong này là anh chưa bấm. Thì bắt đầu mình phải bấm lại. Thứ nhất là để cho cây của mình giảm tải vì cái sự cạnh tranh dưỡng. Thứ hai là nấm bệnh sâu gậy nó sẽ hạn chế được tấn công vô thì khi cái cây của mình thông thoáng. Đó. Rồi thứ ba là giúp cho cái cành cái chúng ta nó bự. Yeah. Không cạnh tranh với nhau nó nuôi à, không cạnh tranh dưỡng á thì những cái cành cái của mình nó sẽ bự hơn, lực hơn sau này nó mang trái nó có kết quả cao hơn. Trời lá bị quăng que quá trời quá đất luôn. Để xíu như cái cây này anh tự bấm giùm em đi. Chưa, như hồi nãy em chỉ anh đó. Xíu, từ từ đi làm video khác đi để bà con không có đúng chuyên môn. Cái này. Chưa đi anh từ từ đi anh. Để mà bấm cây này đi. Để anh bấm đi rồi bắt đầu khó hơn xíu tiếp. Nữa rồi em chỉ tiếp. Để cho anh chủ động anh bấm anh tự tin với chú chứ. Này anh Thanh nha quý bà con. Bấm cái kê cái kéo mà kéo sát vô. Để nó không có bị dư.
này cắt cái chừng 2-3 cây là bắt đầu anh quen tay rồi. Chỉ lại cắt dạng tay liền. Bỏ cái lá nó ra ngoài đi anh. Cho đỡ. Để anh cầm nhá. Cắt cho nó thoáng cây này giùm em coi. Sơn là nó thoáng liền. Cây gì đâu mà lu su bu quá. Mấy tay này bỏ luôn anh, mấy tay này là muốn nó cũng cạnh nó cụ tử nó phân nó chết à, nó không có sống. Này là bỏ luôn anh, cái này. Mình bỏ luôn. Đúng rồi. Cái này, này anh bỏ luôn. Nó đâu mà ăn trái được. Mai mốt nó chết à. Bây giờ thì nó cạnh tranh dinh dưỡng chứ mai mốt là tự nó chết. Mình bỏ nó trước. Trời, dây leo mà mọc lên luôn cái cây sầu riêng là bó tay nha bà con nha. Nè, nấm hồng đang phát triển rất là mạnh đó nè. Nấm hồng quá trời, hai cái cành này nó xà vô nhau bà con hai thấy hai cành nó bật bật vô nhau luôn nè ha. Cành này thì hồi mình bấm luôn cái này. Là mấy cây lại dạng lên là chủ động liền. Có ai đâu sợ, sai thôi. Thôi được vậy được anh. Mát mẻ. Nè, chứ cành này là cành đực nè, bấm bỏ cành này nè. Cành kéo chưa quen mà. Cành này cũng là cành đực nè anh. Cành này bỏ cành này, bỏ cành bên này luôn. Đúng. Để rồi. Đôn cho mấy cái cành cái nó bự lên chứ nó nuôi cái cành kia cũng tương tự với nó rồi sao nó bự được. Đúng rồi. Cái này bén dữ ta, nghe khọt khọt luôn. Mình đứng ở dưới đất mà mình tỉa hết tới tay của mình thôi. Đứng rồi bắt đầu đợt sau bắt đầu mình tỉa tiếp. Từ từ mình tỉa từng 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 giai đoạn á. Thoáng rồi đó, quá đẹp rồi đó anh. Ở đây mình còn như bên này nè, mình còn một số nách lá nè, như này nè. Hả? Mình bấm bỏ luôn. Vườn này không có xong thuốc sâu em hùng ở đây. Sao muốn chết luôn vậy đó. Bà con xịt thuốc sâu là xịt tới 9 giờ hoặc là khi mà nắng lên là rồi, bà con ngừng anh. Liền nha. Hại dữ lắm. Anh xịt ba đăng mà không xong mình nhưng xong cá lóc. Hôm nãy em ra khỏi vườn nãy của anh em choáng váng mặt mày luôn nha anh Thanh. Đú luôn á, em biết em nhạy cảm thuốc rầy mà. Còn cành tăm mà mấy cành chết rồi đó, bữa nào rảnh đi tuốt hết. Mấy cành này nè, đông này mình giải ra tới đây nè. Đây cái nữa là cái cây của mình nó thốn dữ lắm này. Đó, mình làm mình rửa sạch nó như vậy. Nó đỡ cạnh tranh dinh dưỡng nè. Cái cành nó bệnh rớt rồi xuống. Sâu đầy nè, nó không có ẩn nấp ở trong đó. Khi mình xịt thuốc á, nó không có lọt vô tới được. Tại vì cái lá nó cản nhiều quá. Hơn là chưa có xuất hiện sâu đục thân ha. Cũng tương tối rồi đó, tập khoảng được 80% rồi đó. Đó, rồi vậy đó, rồi từ từ rồi bắt đầu mình sửa lại từ từ, mình tuyển lại. Mình thấy cái nào không được nữa thì bắt đầu mình tuyển lại từ từ nữa. Em thấy cái nhánh này sao nó xà quá. Xà để nó dương lên. Nó dương lên nổi không? Nổi. Nè, như cái này nè, em sẽ bấm cái nách này luôn. Này, cho cái này nè, cái tược này nè, nó dương lên, nó cất lên. Ừ, nó nặng quá, nó cũng không cất nổi nữa. Nó cất lên. Sau này á, là nó cành này, nó cành trái nó dương ra nè, dương cái tay ra này. Bên này luôn em. Ừ. Cái này còn nè. Đây, cái cành tam gác nè, anh bấm bỏ hết. Tự nhiên nó thoáng lên liền, cái này nó đẹp liền. Tự cái cây của mình nó thoáng lên nè. Mình bây giờ là mình thấy nó lỏng. Nhưng mà mình cắt nó ra được 1-2 cơ tược rồi đó. Là tự cái cây của mình nó xoay tàn lại. Nhánh này luôn đi anh Hùng. Nhánh này luôn. Nó xong luôn. Như cái nhánh này nè. Như nhánh này nó nằm xà dưới đất quá nè. Là em sẽ bấm bỏ nó luôn. Để nuôi mình nó thôi. Mình nhắm bên kia thôi. Nuôi. Đó. Vậy đi. Thốn liền. Như ở bên đây nó cũng có bị một số là nó lắp bên trên này. Cái này thì có bị lắp cao rồi đó. Có lắp. Vì cái này thì mình cứ cào sơ ra thôi. Rồi, cảm ơn Thanh rất là nhiều. Giờ chắc là Hoàng Anh xin kết thúc video đây để video khỏi quá dài. Vậy sau Hoàng Anh sẽ chuyển giao cho việc anh Thanh anh cắt tỉa cành tạo tán cây sầu riêng ri với Thái thêm 2-3 cây nữa để anh rành. Rồi sau đó Hoàng Anh với anh Hùng mới đi về được. Rồi sẽ chia sẻ luôn cả cái công thức là sau khi cắt tỉa cành tạo tán xong thì cần phải làm gì. Đối với những cái trường hợp hồi nãy như là bị đốm mắt cua rồi bị cháy lá đồ này kia, mình xài xíu giáp kết hợp với thần sấm luôn không anh Hùng? Vườn này chắc chắn là chưa thưới thần sấm lần nào. Chưa, vườn này thì chưa đâu. Thì mình khi mình cắt tỉa cành tạo tán xong á, là mình ở dưới á, thì mình tưới thần sấm. Ở trên á, thì mình tưới sạch cái thằng siêu giáp.
ngừa bệnh ở trên và ngừa bệnh dưới luôn, tại vì gà chúng ta là bắt đầu vô đầu mùa mưa rồi. Đó, mình ngừa cái thằng bệnh tiến trùng trước, thay vì tiến trùng á là nó sẽ phát tán, sẽ phát triển mạnh vào đầu nó mùa lây mưa. Còn nhanh hơn vụ cháy lá nữa, cái bệnh nó lây rất là nhanh, cái cháy lá thì mình có thể mình trị được nha, còn mà bệnh tiến trùng nếu mình trị không kịp thời và mình không biết cách trị thì toàn cái vườn mình nó bị sẽ bị lây lan hết luôn, mà nếu mà tiến trùng mạnh là rất là khó cứu. Nên là tại sau khi mà cắt tỉa cành tạo tán xong là anh tưới một cử thần sấm nguyên toàn vườn ha anh. Rồi sau đó là anh phun cái thằng sưa giáp lên trên để tiêu diệt tháng thư nè, rồi đốm hồng, đốm rong, đốm mắt cua đồ là xử lý hết trong một cắt vụ đó đó. Nha. Rồi ok, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh Hùng. Trời rất là nắng, mấy anh em coi như là đồ mồ hôi đổ lửa luôn nha bà con nha. Rất là mong là những video này sẽ hữu ích đến quý bà con của chúng ta. Nhớ xem và chia sẻ video này đến những người bạn của mình cũng đang trồng sầu riêng để tránh những cái sai lầm thường gặp như thế này nha. Hoàng Anh xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh Thanh, cảm ơn anh Hùng. Bye bye.